Em xin chào ở nhà nhá, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Hồi Nhật Nội Địa. Hôm nay bên em lại về thêm được một số mẫu tủ lạnh mới, phân khúc VIP nha các bác. Những con tủ lạnh này nó khá là VIP vì nó là mặt kính gương thủy, những cái thương hiệu khá là nổi tiếng là của tủ lạnh Nhật là Hitachi. Bên em dạo này về rất nhiều tủ lạnh VIP nha các bác, lô đầu năm nó mới về. Thì anh chị em nào mà đang săn hàng tủ lạnh Nhật thì có thể là qua bên em xem và tham khảo giá. Em ở địa chỉ số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội nha các bác. Hàng thì bên em về khá là nhiều, có nhiều mẫu cho các bác lựa chọn. Thì anh chị em nào quan tâm thì có thể nhắn tin Zalo hoặc gọi điện cho em qua số điện thoại là 0937445330. Em sẽ tư vấn 24/24 giờ. Tủ lạnh Nhật thì bên em có dung tích từ 480 lít đến 735 lít, có 3 hãng. Thì em chỉ làm về 3 top tủ. Số 1 đó là Hitachi này, Panasonic này, Mitsubishi này. Top 3 về tủ lạnh nên dùng nhất mà ít lỗi vặt nhất của Nhật. Thì anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu nào thì có thể là alo cho em nhé. Đấy, thì đây em sẽ giới thiệu review lên cái mẫu tủ lạnh hôm nay, đó là con Hitachi này. Hitachi mặt kính gương thủy nha các bác. Hitachi 570 lít, mặt gương thủy có 2 cửa từ trợ lực đây các bác, khá là VIP và đẳng cấp luôn. Phím tổng ứng điện tử này. Đấy. Phím tổng ứng điện tử ấn khá là dễ dàng và điều chỉnh. Bên em có bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt nhé. Đây, thương hiệu là của Hitachi đây các bác. Đấy. Khá là đẳng cấp luôn. Đấy. Các bác nhìn nó đẹp không? Có thể là nhìn thấy hình ảnh của em ở trong tủ luôn. Những mẫu tủ lạnh Nhật này thì nếu gương thủy này thì nó khá là ít. Nếu mà mặt gương thường thì nhiều, những con bản VIP này thì khá là ít nha các bác. Khá là đẹp luôn. Em đi vào cái nội thất bên trong. Đây em sẽ đi sang bên ngoài một chút nhá, em quay chi tiết luôn cho anh chị em nào mà đang có nhu cầu mua thì có thể là xem tham khảo giá. Em đang có các chương trình ưu đãi cho khách hàng nhân dịp đầu năm. Thì vì có đang có cái đồng yên nó rẻ thì bên em về được nó giảm được bớt đi cái tiền vận chuyển. Thì anh chị em nào mà đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh này thì có thể là qua xem luôn nữa hoặc là nhắn tin cho em ạ. Đây là cái khoang nội thất của ngăn mát, nó khá là rộng. Đấy là thiết kế theo cái dạng cổ điển của Hitachi, cũng có khay Meka chịu lực này và khay kính chịu lực. Ngoài khoang mát ra nó được trang bị thêm một ngăn chân không, ngăn hút chân không tiệt trùng này thì là nó là kèm đông mềm luôn nha các bác. Và ngăn hút chân không tiệt trùng này nó chống bị oxy hóa thực phẩm để giúp cho bảo quản thực phẩm sẽ là tươi lâu hơn. Bên cạnh ngăn chân không này là cái bình nước để các bác cho nước đây, đá nó sẽ tự động nó rơi xuống đây. Đây, đá tự động rơi đây. Nhà em mấy ngày nay thợ nước trời nắng nóng anh em ăn hết đá rồi. Bên cạnh ngăn đá rơi này nó là cái ngăn cấp đông mềm nha các bác. Cái khoang mát này, tủ lạnh Nhật thì bao giờ nó ưu tiên hơn cái đồ khoang mát, vì khoang mát bao giờ nó thiết kế rộng hơn. Vì nhiều khi họ để đồ rau củ quả, những cái ngăn đông thì nó thiết kế nhỏ một chút, vì ngăn đông thì để rất là được nhiều. Đây là cái khoang mát nhá. Khoang mát thì các bác để các cái đồ như chai lọ nhỏ này, hay là các cái thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa đấy, hay là bia rượu đấy, hay là chai lọ nhỏ đồ khô thì các bác để ở hai bên cánh này đấy. Luôn luôn là những cái ưu việt của nó là các bác có thể để các cái đồ riêng biệt, hay là các cái đồ hoa quả các bác để ở khu vực trên này thì không bao giờ nó bị nhiễm mùi lẫn mấy cái của ngăn đông. Còn cái ngăn đá rơi này các bác để ở đây thì các bác luôn luôn được dùng đá sạch nhé, vì nó sẽ thiết kế hoàn toàn độc lập luôn. Bên cạnh ngăn đá rơi này là ngăn cấp đông phụ. Ngăn cấp đông phụ này thì nó cũng âm từ khoảng 18 đến 20 độ nha các bác để các cái đồ như là kem, sữa chua hay thạch rau câu cho các con nhỏ nhà mình ăn trong thì sẽ hoàn toàn riêng biệt. Mỗi khi mình lấy tủ thì mình chỉ mở từng cánh một đây. Các bác nào đã dùng hàng Nhật nội địa thì chắc là em không phải nói nhiều. Đấy, các bác đã hiểu thì em cũng giải thích qua cho các bác nào chưa dùng, hay là các bác ấy hiểu về cái tính năng của nó nhé. Đấy, có ngăn đông mềm này, ngăn đông mềm kèm chân không tiệt trùng này. Đấy, nên giúp cho thực phẩm nó không bị oxy hóa. Còn ngăn đông của nó, đây em đi xuống ngăn đông nó được thiết kế khá là rộng rãi, có cửa từ trợ lực. Đấy, các bác nhìn thấy rộng không, khá là rộng luôn, có được chia làm 3 ngăn nha các bác. Đây, đây các bác nào để ngăn bia vào đây nó nổ, chia làm 3 khoang. Đấy. Cũng khá là rộng luôn. Ngăn đông này thì mình để các cái đồ như là thịt cá, hải sản ăn trong vòng nhiều ngày, nhiều tháng nha các bác.
Ngăn đông này em nghĩ nếu các bác để thịt lợn phải để khoảng 20 cân các bác ạ. 20 cân thì mới hết được cái khoang đông này. Nó khá là rộng. Con này có dung tích là 570. 570 lít và dung tích sử dụng là 565. Đây là cái khoang mát đó này. Khoang mát này thì các bác để các cái đồ như là rau củ nhá. Các rau củ ngăn cuối cùng này là rau củ hay là các cái chai lọ nhỏ đồ khô. Các bác để ở cái khoang cuối cùng này. Đấy, thì khá là tiện lợi từng khoang từng ngăn cho mình dùng. Nên là không bao giờ bị các thực phẩm bị lẫn nhau. Khi các bác dùng những thực phẩm là đồ chỗ nào thì các bác để các thực phẩm chỗ đấy. Tủ lạnh Nhật này thì bên em đang ưu đãi lớn nhé. Các bác mua tủ lạnh Nhật bên em thì sẽ được tặng quà. Đấy. Ví dụ như con này con 570 lít ưu thủy này 45 triệu. 45 triệu thì bên em tặng một quạt Nhật. Đây các bác, quạt Nhật này mới nguyên hộp nhé. Của Toshiba. Đấy là cái chương trình khuyến mãi đầu năm của em. Các bác nào em áp dụng hết tháng 3 này, tháng 2 này, các bác nào mà đang quan tâm thì có thể là qua xem tháng 2 âm lịch này nhé. Đây, tủ lạnh Nhật em bán 45 triệu tặng quạt Nhật Toshiba, con quạt lửng cao 1m và có điều khiển kín điều khiển cánh 30. Đấy. Anh chị em nào mà quan tâm thì có thể là alo ạ. Hitachi 565 lít. Đây, đó. Hitachi năm model là 570 này. Và sử dụng là 565 lít, và tổng ngăn đông là 167 và ngăn đá rơi là 29, tổng ngăn mát là 398. Đấy, con này có kích thước là rộng 685, sâu 73 và cao 1m82. Được sản xuất tại Nhật, sử dụng GR600A, điện 100V, công suất tiêu thụ điện hàng ngày là 105 và công suất xả đá là 190, sản xuất 2020. Hàng khá là VIP và đẳng cấp luôn. Các bác vừa mua tủ vừa được tặng quà. Anh chị em nào mà quan tâm thì có thể alo cho em nhé. Hoặc là nhắn tin qua Zalo, số điện thoại là 0937445330. 570 lít, giá 45 triệu, bảo hành 15 tháng, bao ship trong vòng 100 cây. Anh chị em nào quan tâm thì có thể alo cho em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.